Pata xin kính chào quý vị và các bạn. Trong lịch sử Việt Nam của chúng ta thì thời đại nhà Trần là một thời đại rất là lừng lẫy với những chiến công oanh liệt trước quân xâm lược phương Bắc. Và khi nhắc đến triều đại nhà Trần thì chúng ta sẽ nhắc đến ngay với 3 lần chiến thắng trước quân Mông Nguyên. Và nhắc đến thời đại nhà Trần thì cũng không thể không nhắc đến một vị tướng quân rất là lẫy lừng và cũng đã rất là nổi tiếng, mà không chỉ nổi tiếng ở vào thời đại nhà Trần mà còn nổi tiếng cho đến ngày hôm nay. Đó chính là Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Và triều đại nhà Trần thì tồn tại từ năm 1225 cho đến khi diệt vong là vào năm 1400. Nhà Trần xuất hiện để thay thế cho nhà Lý và rồi suy vong để được thay thế sau đó bởi nhà Hồ. Và sự xuất hiện của nhà Trần thay thế cho nhà Lý cũng như là sự suy vong của nhà Trần và được thay thế sau đó bởi nhà Hồ thì được đồn đại là có liên quan mật thiết đến một hệ thống huyệt mộ rất là bí ẩn, mà ngày hôm nay trong video này chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu nhé quý vị và các bạn. Và để tìm hiểu về câu chuyện huyệt đạo bí ẩn mà giúp cho nhà Trần đã thay thế nhà Lý thì tôi đã tìm về đây là khu vực của Đền Trần ở tại Thái Bình. Và kia chính là cái cổng để đi vào khu vực của Đền Trần nha quý vị. Đó, và khu vực này là một cái khu vực di tích lịch sử rất là rộng lớn. Và hiện tại thì tôi đang đứng ở tại đây là khu vực của quảng trường. Đó, và phía đằng xa kia chính là cái cổng để đi vào khu vực của di tích này. Và tôi nghe nói rằng là ở đây ấy, thì chính là nơi mà gọi là xuất phát, tức là nơi mà phát tích để giúp cho nhà Trần có thể hưng thịnh và rồi sau đó là thay thế luôn cả nhà Lý. Và tôi đến đây với một mong muốn, đó là sẽ giải đáp một phần nào cái sự tò mò của mình cũng như là tăng thêm cái hiểu biết về một cái vương triều rất là nổi tiếng trong lịch sử của chúng ta. Kia chính là khu vực của Đền Trần cả. Đó, và đấy chính là cái cổng để đi vào, một cái cổng tam quan. Và ở tại chỗ này thì kia có một cái lá cờ, đó lá cờ của đình rất là lớn ở kia. Rồi ở đây này các vị này, là một quảng trường lớn lắm. Và đây là khu di tích Đền Trần ở tại Thái Bình. Và đến đây thì tôi, đây có một cô bán nước, chắc là tôi sẽ phải đến đây để hỏi thông tin về khu vực các cái huyệt đạo. Cháu chào cô. Rồi. Cô bán nước ở đây à? Rồi, cô bán nước ở đây. À, và hôm bây giờ thì chúng ta sẽ gặp gỡ cô nhé quý vị. Cháu chào cô. Cái này nó hơi chói nắng một tí thì cháu ngồi qua đây, cháu xin phép chào cô. Rồi. Cháu là Tuấn Anh. Cháu hôm nay thì cháu đang là đi tìm hiểu. Tại vì cháu tìm hiểu về một cái điều như thế này này. Cháu nghe nói là cái dòng họ Trần ấy và triều đại nhà Trần ấy rất là nổi tiếng trong lịch sử của mình rồi. Với những vị như là tướng quân Trần Quốc Tuấn thì quá đỗi nổi tiếng rồi. Và cháu nghe nói là nhà Trần thì phát tích là từ đây. Không biết có phải vậy không? Đấy là cái ý thứ nhất. Và cháu còn nghe nói một cái điều nữa mà người ta nói là đây, ở nơi này này là có một cái là những cái huyệt đạo, mà chính vì nhờ những cái huyệt đạo đấy mà nhà Trần mới có được cái vương triều như vậy. Ngay thì cháu đang là có những cái thắc mắc như vậy, không biết là cô có biết không ạ? Cháu ơi, ở đây thì cái di tích quốc gia này thì là nó có cách đây là 778 năm rồi. Ồ. Đấy, thì là trước thì là nó cũng to, nhưng mà chiến tranh loạn lạc thì nói chung là chỉ cốt cứu lấy người, chạy lấy người. Thế là quay là bắt đầu là khởi nghiệp làm lại, thì bây giờ thì dân no ấm rồi thì tâm linh phát triển. Vâng. Thì bắt đầu mới khôi phục lại cái đền thờ nhà Trần này. Vâng. Thì là bắt đầu là tôn tạo lại từ năm 2000. 2000. Từ năm 2000. Vâng. Và có 3 ngôi mộ của 3 đời vua đầu. Ba cha con đây này,
À, đâu Đấy, cô? đây đây cái chỗ mà cái chỗ cây núm cây kìa. À, Đấy, chỗ này á. đấy, À. đây. À, đâu? Đây, Đây, đây đằng nữa. kia nữa, đằng kia một ngôi nữa. Đằng đây. Đấy, ba ngôi. À, với đằng kia nữa. Đằng kia thong dong. Tức là có ba ngôi gần nhau. Ba ngôi mộ của ba đời vua đầu. Vâng. Đó. Ba đời vua đầu là bố là Trần Thái này, Vâng. con là Trần Thánh, cháu là Trần Nhân Tông. Vâng. Đấy. Là riêng như ông Nhân Tông thì gọi là mình theo sử sách thôi thì là ông là đi tu Vâng. xá lỵ chia làm ba phần, Vâng. ở đây một phần, Yên Tử một phần và Lam Định một phần. Vâng. Đấy thì còn thì cái ngôi mộ mà của gọi là ông của đời cụ của ba ông vua này, bố đẻ ra ba ông vua này Vâng. là ông Trần Thừa thì lại là ngày xưa là cũng ở đây và khai quật đi À. là mang lên viện bảo tàng. Ồ. Thế thì đến mùng 9 tháng 12 năm kia là bắt đầu lại chuyển cụ về đây. Lại chuyển về đây rồi. Lại chuyển Tức là năm kia, tức năm 21 ấy. đấy, lại chuyển cụ về đây thì là gọi là bây giờ ông ấy quy vuông là mua vài tạ vài sào ruộng cũng ở cái chỗ khai quật ngày xưa Vâng. và bây giờ cũng xây cụ như hắn còn nhỏ. À. Đấy, còn đây là ba ngôi mộ, à ba ngôi đền này là ở giữa là thờ ba vị vua, Ba vị vua. ba cha con đấy. Vâng. Thế còn bên kia là đền thánh là thờ Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, Là bên kia là đền. Vâng. bên bên này đền mẫu là thờ mẹ của vua và tất cả các hoàng hậu cung chúa. À, đấy, à như vậy. còn đây là sân, này là sân lễ hội. Vâng. Lễ hội thì là bắc sân khấu xuống tận đây, coi tất cả nhà rạp sân khấu từ trên kia xuống đến đây. À vâng. Thôi cô, vậy thì đền Trần ở Thái Bình với đền Trần ở Nam Đền Định thì Trần khác ở Thái nhau Bình gì về cô? Nam Định thế này, bây giờ là nếu mà nói thì nhiều người cũng hỏi thì bảo là ở đây là đất khởi nghiệp, Vâng. thế bố mẹ vua sinh ra ở đất này, Vâng. lớn lên làm nghề chài lưới ở ngoài sung luộc ngoài này, thế À. là cứ hàng năm đến 10-13 tháng giêng Vâng. là bắt đầu là đóng bè tầm phúc và các quan nhang đệ tử 36 đoàn tế của cái huyện này Vâng. là đi ra giữa dòng sông lấy nước về thờ vua, là À. một bên là ra giữa ngã ba Tam Tỉnh, là một bên là Hà Nam, một bên Thái Bình và một bên Hưng Yên, ra đóng bè tầm phúc ra giữa dòng sông Vâng. múc nước về để thờ vua. À như vậy là chỗ này là gần ngay ngã ba sông đấy à cô? Đây, cách đây nên đây khoảng Chính là cái cầu Thái Hà, đấy chỗ cầu gần cầu Thái Hà. đấy À đấy thì ra là thế. Nhưng như vậy ở đây là thuộc Thái Bình này. ở Ở đây đây là Thái huyện Bình, gì cô? ở đây là chỗ này là huyện Hưng Hà. Hưng Hà. À như Hưng vậy Hà, đây là huyện Hưng Hà, tỉnh Hưng Thái Hà Bình. đấy. Dạ Thế vâng. còn ở bên Nam Định thì là một nơi của ông làm việc, cũng như là ông Hồ gốc tích thì ở Nghệ An À vâng. nhưng mà đóng chốt làm việc Hà Nội, thì ông vua này cũng À, như thế. rồi cháu Như hiểu. thế. Như vậy là nhà Trần như vậy thì tức là gốc tích là ở chỗ này đây Gốc này, tích ở chính đây. là cái vị trí mà cô cháu mình đang ngồi. Thế mới có ba ngôi mộ. Chứ Đúng còn rồi cô bên nhỉ. Nam Định chỉ là một nơi của ông làm việc, cũng như ông Hồ gốc thì chính thức đẻ ở Nghệ An, Vâng. làm việc đóng chốt Hà Nội. Đúng vậy. Thì đây ông vua này cũng gốc tích ở đất này, Chính là gốc nhưng tích ở mà đây. làm việc đóng chốt ở Nam Định. Thế cho Vâng. nên là ở đây là hàng năm là cứ đến 13 là bắt đầu là giỗ đầu tiên, là làm lễ hội đầu tiên thì Vâng. khai ấn đêm 13, nhưng ở bên Nam Định lại đêm 14 mới khai ấn. Khai À ấn tức là sau một ngày một đêm. phải sau đúng không? Đúng, như À thế. là như thế. Rồi. Thì ra như thế, cháu thì Rồi. cháu hay nghe nói về khai ấn đền Trần thì bây giờ hôm nay cháu mới hiểu ra là Rồi. à thì ra đây mới là đền Gốc Trần ở tích. tại Thái Bình, Đây mới đây là đây là Thái nơi Bình. mà gọi là gốc tích và là Đấy, phát tích ra phát nhà tích. Trần Đây là của đất Việt phát Nam tích, mình. đất phát tích. Vâng. Đấy. Cô ạ, vậy thì ông Trần Thái Tông có phải là Trần Trần Cảnh đúng không ạ? Đấy đấy. Có đúng không ạ? Chắc thế rồi đấy. À, như vậy là như cô nói là có ba ngôi mộ của ba vua đời đầu nhà Trần. Nhưng mà có phải ba ngôi mộ đấy thì vị trí của nó có phải nằm trên ba cái huyệt không cô? Hay là như thế nào, cô biết về cái đấy cái đấy thì không? cô không rõ, nhưng cô cũng sinh ra lớn lên tại đất này thì nó ở Vâng. đây nó ba ngôi mộ này nó ba loại đất khác nhau, Ba loại đất khác của nhau. bố là toàn đất thịt, Ồ. của con lại toàn đất sét đấy Đó. nhá. Thế của cháu thì đất sét đá cuội, mà mình cứ cảm tưởng cái hòn đá cuội mình xảo cái cát Tức vàng là ông Trần Nhân Tông ấy. Trần Nhân Tông Đó. đấy. Hôm nãy cô nói là Trần Thái Tông này. Thà Thái Tông là bố, Thánh Tông là Thánh con, Tông Nhân Tông và là Nhân cháu. Tông là cháu. Đấy. À. Thì ông Thái Tông là toàn đất thịt, Vâng. ông Thánh Tông lại toàn đất sét. Thế Ồ. còn ông Nhân Tông là đất sét đá cuội, cái hòn đá cuội mình xáo cái Vâng. cát vàng ra, các cháu Vâng. biết rồi. Lạ nhờ. Ngày xưa thì còn xe thóc ra gạo, thì riêng cái ngôi mộ của ông Thánh Tông này Vâng. thì nó có đất sét không? Thì Vâng. là mỗi một cái cối xe thóc ra gạo này đóng cối là phải đi lấy thêm một sào cát đất sét nữa Vâng. để cho các cụ nhà mới cái đất cũ để đóng. À, Thì là lại như cứ vậy. ra đây khoét. À. Thế còn cái ngôi mộ của ông Nhân Tông này thì nó đất sét đá cuội, thì Vâng. ngày xưa ngõ xóm chăn trâu có chăn bò nhiều lộn Vâng. ngõ đất, Vâng. thì bắt đầu thôn chúng tôi mới cho chúng tôi để mang xe bò cải tiến ra hót về trải Vâng. các ngõ xóm. Vâng. Thế trải thì chỉ ngõ thì to, như chỉ trải vừa cái lối đi cho nó đỡ lầm thôi. À vâng. Thế là mới ra đây hót
về trải ngõ xóm thì vâng. nó như một cái lọ này. Vâng, cũng như một cái này luôn. Đây, thế bây giờ mình hoát thế này, mình vẹt xuống đây một lửa. Vâng. Thế nó mới chật ra một, mình cứ cảm tưởng là cái mộ thế nào thì đây nó thế thì là đến cái cỗ quan tài. Ồ. Thì là nó bằng đá, bằng nó đá. Dày 20 phân và nó rộng dài 2 mét. Chà. Thế thì bắt đầu là tiếng nành đồn xa từ năm 77 cơ mà. Thế. Thế là bắt đầu ti văn hóa của tỉnh, của huyện, của trung ương họ về. Mới đến. Nó có sự thực. Vâng. Bắt đầu họ lên biển cấm từ ngày là không cho lấy đất đá. Ồ. Đấy. Như vậy. Tức là lúc đấy là bà con mình không biết. Đại mới lại. Cứ vậy đào thôi, đào để lấy đất thôi. Cũng biết, cũng biết, cứ ở đây trước cứ gọi là cái lấm phần, nghe chưa? À, lấm phần. Cũng biết là mộ nhưng mà cứ gọi là cái, đây quen mồm cứ gọi là cái lấm phần. Nhưng mà không biết của ai đấy. Đấy, vâng, vâng. Thế thì bắt đầu là mới cho dân chúng tôi hoát cái đá cuội về, mới trải các ngõ xóm thì mới chặt ra, nơ lửng đến giữa rồi. Nó có cái, mình cứ cảm tưởng như cái xăng đá. À. Thế thì bắt đầu là tất cả mới đồn đại lên, thêm bắt đầu mới tiếng nành đồn xa là đi văn hóa của tỉnh, của huyện, của trung ương, Quốc Tử Giám Hà Nội họ về cơ mà. Vâng. Từ cái năm 77. Vâng. Thế là bắt đầu là nó mới có sự thực. Thế bắt đầu họ lên biển cấm từ ngày đến giờ. Ồ. Đấy. Và lúc đấy bắt đầu mới nghiên cứu đấy, mới biết là thì ra đây là ba ngôi mộ của ba ông vua. Ở đây mà ngày cái ngày mà chúng tôi vẫn còn bé ấy, thì đã khai quật cái gọi là mộ ông Trần Thừa là bố đẻ ba ông vua này. Vâng. Thì là bộ toàn gỗ vàng tâm thì thơm lắm. À thế cô. Thấy, nhưng cái hồi chúng tôi vẫn bé tôi chưa biết. Vâng. Thế mới được mấy tuổi thì cũng chưa biết. Vâng. Vì khai quật từ năm 66, 67 cơ mà. Rất là lâu rồi cô nhỉ. Đấy. Dạ, thế, vâng. Thế là bắt đầu là đến tháng mùng 9 tháng 10, 12 năm kia. Vâng. Bắt đầu lại chuyển cụ từ trên bảo tàng, trên bảo tàng về đi đây. Về. À. Lại về cái khu giả dụ ngày xưa khai quật được khu này thì giờ lại cho về đúng đây. Như vậy. Lại cho về khu này. À. Thì bây giờ là mới chôn nó to hơn cái đống họ trẻ bạt kìa. Vâng. À. Đấy, to bằng đôi cái đống trẻ bạt thôi, hẳn bé thế thôi. Vâng. Cũng có dòng cây dòng cối một ít. Vâng. Đấy. Như vậy là bây giờ là ở đây là coi như là vẫn có mộ của ba ông vua đấy. Đấy. Và như vậy là ở đây nếu vậy thì cho thấy ở xung quanh này nó là những cái hồ sen, vậy thì chẳng đấy, lẽ nó nằm giữa các hồ sen không. À cô? Trước ở đây nó là ruộng. Ồ, là ruộng. Là ruộng tấp. Vâng. Để bậc thang. Và nó có cái gò lên vậy thôi. Gò cao như thế này, chúng tôi làm ruộng dưới đất này chênh nhau 1 mét. À, đấy. Như vậy là nó có gò đàng hoàng luôn đấy. Ôi giới gò to mà. Gò to. Bây giờ 10 phần thì ngày xưa nó có 7 phần thôi. Xong bắt đầu mới 2000 tôn tạo lại đèn thì bắt đầu 2003 tôn tạo lại mộ. Là mới cho đắp lại. Mới cho đắp lại. À, ngày rồi. Đấy đã có mấy xúc đầu chúng tôi còn đã truyền dây thế này này. Ồ thế à cô? Truyền dây mà họ chở đất đến tôn tạo thêm là từ dưới này bắt đầu xúc xẻng. Chúng tôi đánh dây thẳng lên đầu tới luôn. Là bắt đầu là chúng tôi cứ đổ dần, có người san phẳng lên. Như vậy là ba ngôi mộ bây giờ là coi như là đã được coi như là tôn tạo tốt rồi cô nhỉ. Bây giờ là họ không cho xây lăng các thứ, mọi các người cứ về cứ bảo là sao không xây lăng nhưng mà ở trên người ta không cho làm, người ta chỉ có kè đá bên dưới này. Xong người ta vỉa gạch như 1 mét. Mình có vào để thăm được không cô? Ô, có chỗ thắp hương mà. À vâng, vẫn vào thắp hương được. Dạ vâng. Như vậy đây là Trần Thái Tông này. Trần Thái Tông đằng Thái Tông này. Đằng đầu. Xong Thánh Tông. Thánh Tông rồi mới tới nhất. À đây là Nhân Tông. Nhân Tông này. Dạ vâng. Thế lát nữa cháu phải đến đấy. Cô thế cô ạ, cô như vậy là cái thông tin về huyệt mộ thì cô không biết đâu nhỉ? Cái huyệt đạo thì cô huyệt đạo cô không biết đúng không? Không biết. Dạ vâng. Tại vì cháu thấy là ngày xưa. À cô, ở đây cháu nghe nói còn có một cái con sông gọi là sông Thái Sư đúng không? Đây. Đây này cái chỗ cái xe máy đi kìa. Đâu à? Đấy, lui đi trên tí nữa. À, đấy ngược lên chính là cái đấy à? Đấy cái sông là đấy, con đấy. Sông Thái Sư. Đấy, con sông đấy có phải là một con sông mà được đào đúng không? Đấy sông được đào mà. Và nó thông ra sông Hồng. Thông được ra sông Hồng nhưng mà ngày xưa là mới kè có một khoảng này thôi. À vâng, và đấy là một con sông Thái Sư. Con sông Thái Sư. À đấy. Rồi, cho cảm ơn cô. Đấy. Cô thế cô cho cháu cốc nước mía đi. Rồi. À, cho cảm ơn cô nhá. Vâng, cháu. À từ nãy đến giờ cháu nói chuyện với cô mà cháu chưa biết tên cô đấy. Ôi giời ơi, không phải lấy tên nữa đâu. Kệ, không kệ, cô cháu phải biết nhau là cái duyên. Cô rồi, thì... cô là Trần Thị Sáu. À, cô Sáu nhá. À, quý vị và các bạn, chúng ta vừa được gặp cô Sáu chia sẻ chúng ta về cái câu chuyện về ba ngôi mộ của ba vị vua ở tại khu vực của Đền Trần ở Thái Bình nhé quý vị. Rồi. Cô cho cháu xin cốc nước nhá. Dạ. Ê, cháu xin phép bây giờ thì cháu đi thăm mộ của các cụ cái. Rồi, vâng. Cháu đi nhá. Dạ vâng, cháu chào cô Sáu nhá. Rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến với các cái gò nơi là chôn cất các vị vua đầu tiên của triều đại nhà Trần nhé quý vị. Đây có ba cái gò. Và ở ba cái gò này thì có ba ngôi mộ
Ngôi mộ thứ nhất là của Trần Thái Tông, tức là Trần Cảnh, người đã được Trần Thủ Độ, tức là Thái Sư dưới triều nhà Lý đấy. Và sau khi mà Trần Thủ Độ ép hoàng đế, và cũng là hoàng đế nữ đầu tiên trong lịch sử phong kiến của Việt Nam ấy, đó là Lý Chiêu Hoàng, và bà là hoàng đế cuối cùng của nhà Lý, thì ép hoàng đế Lý Chiêu Hoàng thoái vị, nhường ngôi cho Trần Cảnh, tức là chồng của bà. Thì Trần Cảnh chính là Trần Thái Tông. Và chúng ta sẽ đến với ngôi mộ Trần Thái Tông. Thì Trần Thái Tông ấy là người đầu tiên, sau đó là nhường ngôi cho Trần Thánh Tông, sau đó lại Trần Thánh Tông lại nhường ngôi cho Trần Nhân Tông. Mà Trần Nhân Tông là một vị sư mà chúng ta đã biết là ông tu ở tại Yên Tử hay quý vị. Và ba vị vua đầu của nhà Trần này thì được chôn cất ở trên ba cái gò này. Và như quý vị cũng biết thì là thường thì những vị vua của các triều đại phong kiến thì cái nơi chôn cất của những vị vua này không phải là một nơi tầm thường tí nào cả, mà chắc chắn những nơi này phải là một cái nơi rất là đặc biệt thì mới được chôn cất thi hài của các vị vua, những cái bậc gọi là đế vương như vậy. Bây giờ thì chúng ta đang có mặt ở tại đây là cái con đường để đi vào khu lăng mộ của vị vua đầu tiên của nhà Trần là Trần. Trước đây khu vực này là ruộng, bây giờ thì nó là những cái hồ sen. Quý vị thấy hoa sen kìa kìa. Đó, nó đang là nở. Vậy nên là lúc này đây khi tôi đứng ở chỗ này là một cái mùi hương thơm ngát, một cái mùi hương rất là thơm, thơm nhẹ nhẹ, rất là thoang thoảng nhưng mà rất là lâu và rất là thơm luôn của hoa sen. Một mùi thơm rất là đế vương, một mùi thơm rất là quý phái nha quý vị. Và tôi đang quan sát thì những cái hoa sen, những cái ao sen này này và những cái cánh đồng nó bao quanh cái khu vực của cái gò này. Chỗ này có một cái đường để nối đi sang cái gò của Trần Thánh Tông. Và đây chúng ta sẽ đến với nơi chôn cất của vị vua đầu tiên của nhà Trần là Trần Thái Tông nha quý vị. Trước mắt của chúng ta đó là một cái gò cao á quý vị. Mà quý vị nghĩ coi, ở đây ở Thái Bình là một cái nơi đồng bằng nha quý vị. Đó, ở bên này là những cái cánh đồng ruộng lúa này, rồi những cái ao sen này. Và khu vực này nó rất là cao. Tính ra ở đây phải là đến phải đến mười mấy 20 mét đấy quý vị ạ. Một cái gò rất là cao. Và phía trước là một cái bàn đá, có lẽ để đặt đồ lễ. Rồi ở đây là một lư hương. Và tôi đang nhìn thấy đó là một cái gò rất là cao. Xung quanh này thì được xây bằng gạch. Và tôi đang nhìn thấy ở đây là một cái gò này ấy, thì nó hình tròn. Bởi vì cái bức tường này là bức tường gạch này, hình tròn. Và cái gò nó rất là cao quý vị ạ. Nếu mà tính ra thì tôi thấy ở đây nó to lắm. Nó một chiều nó phải đến cả gần 100 mét đấy quý vị ơi. Bây giờ tôi sẽ thử đi vào trong đây coi xem là như thế nào. Nếu mà tôi đi hết một vòng này thì chắc phải mất, cũng phải mất 15 phút đến 20 phút. Và cái gò này rất là cao, to. Ở đây thì chúng ta có thể quan sát dễ hơn, đó là ở đây là theo hình tròn này. Đó. Và ở phía trên kia thì quý vị đang nhìn thấy không? Nó giống như hình một cái mai rùa. Và ở đây thì theo những gì mà người ta đã nghiên cứu thì trong đây có mộ và thi hài của Trần Thái Tông, và một vị vua mà được chôn ở tại một cái gò như thế này thì chắc chắn luôn đây là một cái gò rất là quan trọng. Về các cái gò mà hôm nay chúng ta đến đây tận mắt chứng kiến nhìn thấy và được cho đó là những cái huyệt đạo mà làm cho nhà Trần
đã xuất hiện và thay thế nhà Lý để tạo dựng nên một cái vương triều Trần rất là lừng lẫy, thì có liên quan đến một cái câu chuyện cũng không kém phần kỳ bí. Đó là vào trước khi nhà Trần phát tích ấy, thì có một cái thầy phong thủy khi mà đến với cái vùng đất này này, nhìn thấy một cái địa thế rất là tốt. Với cái tài năng của mình thì người thầy phong thủy ấy đã nhìn thấy ở đây chính là cái khu vực mà phát tích của một đế vương trong tương lai. Bởi vì với con mắt phong thủy của mình thì thầy địa lý ấy đã nhìn thấy được là những cái thế đất ở đây nó nằm đúng, nó chính là một cái hệ thống huyệt đạo mà nếu ai mà biết tận dụng thì sẽ thì dòng họ đó sẽ trở nên rất là hùng cường. Và ngày đó thì nhà Trần vốn là làm nghề chài cá, tức là nghề đánh cá đó quý vị, và họ sinh sống ở tại vị trí này. Và người thầy phong thủy đó thì đáng lẽ ra đã không có chia sẻ cái điều này với nhà Trần đâu, mà đã chia sẻ cho một người khác. Tuy nhiên cái người mà được thầy địa lý chia sẻ thì lại phản chắc, sau khi mà được chia sẻ thì lại mong muốn là bịt đầu mối để giết thầy địa lý đi và đem quẳng xuống sông. Tuy nhiên thì may mắn thay, thầy địa lý đó đúng là được ông trời thương nên là đã không chết, mà được chính là ông cụ của họ Trần đã cứu lấy mạng mình. Và chính cái nhờ ơn cứu mạng đó mà ông thầy địa lý đã tiết lộ cho ông cụ tổ của nhà Trần về cái huyệt đạo này. Bây giờ chúng ta đang ở phía trên cái con đường được lót gạch nối giữa hai cái gò. Một cái gò đó là cái gò Trần Thái Tông mà chúng ta vừa đi đến, và cái gò thứ hai thì lại đang ở phía trước mặt của chúng ta đây. Đây là cái gò mà người ta nói rằng là nơi này là chôn cất Trần Thánh Tông, tức là vị vua thứ hai của triều đại nhà Trần. Và ở cái gò này thì chúng ta có thể nhìn rõ hơn rất là nhiều so với cái gò thứ nhất. Tức là ở đây chúng ta có thể nhìn thấy cái bức tường, một cái bức tường gạch bao quanh hình tròn. Và cái gò này chúng ta có thể nhìn rõ hơn. Đây, từ cái chỉ tay của tôi này, quý vị có thể thấy. Đó, đó là hình của một cái mai rùa nhô lên cao khoảng 20 mét. Và đây thì người ta, những nhà nghiên cứu sau khi mà nghiên cứu ấy, thì đã nói rằng là đây là nơi chôn cất của Trần Thánh Tông, tức là vị vua thứ hai. Chúng ta sẽ tiến gần hơn với gò này nhé quý vị. Tôi sẽ đi ra phía này, phía phải của khu vực cái gò. Và tôi sẽ đi lên cái thành. Thì trên thành của gò này bây giờ thì đã được trồng hoa, trồng cây. Và quý vị thấy cái gò rất là cao. Vì đây là một lăng mộ nên là tôi sẽ xin phép là tôi sẽ không có tiến lên phía trên đó. Bởi vì như vậy thì nó sẽ gọi là phạm úy đấy quý vị, nó không có tốt. Đó, và chúng ta đến đây tìm hiểu thì chúng ta cũng sẽ tôn trọng những vị tiền nhân xưa. Đó, vậy nên là tôi cũng khuyến khích các bạn là khi mà đến đây thì chúng ta sẽ không có xâm phạm vào trong khu vực của lăng mộ. Và như quý vị đã thấy thì tôi đứng ở đây này thì nó mới chỉ bằng cái phần dưới thôi. Như vậy cái gò này nó phải cao hơn 10 mét. Đó, chính thức là nó cao hơn 10 mét. Và xung quanh ở đây đó là kia, đó là những cái ao sen được bao xung quanh khu vực của cái gò này. Và đây là cái gò thứ hai. Khi mà vương triều nhà Trần đã được thiết lập rồi thì các vị vua thứ nhất đó là Trần Thái Tông đã được an táng ở một cái gò đầu tiên.
Và vị vua thứ hai đó là Trần Thánh Tông thì được an táng ở tại cái gò này. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đi đến với gò thứ ba, nơi mà an táng một vị vua nhà Trần, là vị vua thứ ba mà cũng cực kỳ nổi tiếng. Ông không chỉ nổi tiếng là một vị vua giỏi, mà ông còn là nổi tiếng bởi vì ông là một nhà tu hành đắc đạo. Và có thể nói ông là người sáng lập ra một cái thiền phái gọi là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, đó là Trần Nhân Tông nha quý vị. Từ cái gò thứ hai, nơi mà chôn cất vị vua Trần thứ hai, đó là Trần Thánh Tông, thì chúng ta sẽ tiếp tục đi trên cái con đường này. Và ba cái gò này nó được nối với nhau nha quý vị. Ba cái gò được nối liên tiếp với nhau. Và chúng ta sẽ đi đến nơi được cho là chôn cất Trần Nhân Tông. Tuy nhiên thì vị vua Trần Nhân Tông thì sau khi mà chết đi ấy, sau khi mà vua chết thì đã thi hài của ông đã được hỏa táng, và các phần thi hài được chia thành nhiều phần. Một phần thì để ở tại Yên Tử, còn một phần thì được đưa về đây để táng ở đây. Và thì cái gò này này, cái gò của Trần Nhân Tông, thì quý vị nhìn thấy kia là cái cổng. Nếu mà đi từ cổng vào thì nó sẽ nằm bên phải của cổng, còn hai cái gò còn lại thì nó nằm bên trái ở kia. Ở đây có một cụ ông, tôi thử hỏi xem cụ có biết về cái huyệt đạo ở đây không. Ông ơi, ông cho con hỏi một chút được không ông? Ông ơi, à vâng, hay quá. Ông ơi, con đang đi tìm hiểu về các vua nhà Trần ấy. Thì ông là sinh sống và lớn lên ở đây luôn hả ông? Không, tôi không ở đây. Dạ vâng, nhưng mà ông có biết nhiều về các vua nhà Trần không ông? Không biết, được biết đâu, tôi xa dưới kia cơ. À thế à? Tại, không ở gần đây. Tại vì ở đây con thấy ở đây có ba cái gò là nơi chôn cất của các vua nhà Trần đúng không? Nhưng mà có phải đây là ba cái gò trong huyệt đạo để phát tích nhà Trần đúng không? Đúng rồi. Thì, đúng rồi ông. Trong các cái di tích của nhà thờ rất lên. Vâng. Đấy. Tức là đây chính là, đây là những cái huyệt đạo. Huyệt đạo đấy. À. Từ trước giờ nó đã bị san bằng phổ đi, xong là khi khai thác ra khảo quật đúng tìm đúng rồi thì ta mới đắp trở đất rồi đắp lên thành cao thành quà đấy. Như vậy là ngày xưa nó cũng đã cao như thế này, nhưng sau đó lại bị san phẳng. San phẳng. Trước đây là nó cao lên như thế này rồi, nhưng mà cũng là toàn là cái đất, cái cát vàng sỏi quậy đấy. Vâng. Thì khi là bà con trong sơn các xã lân cận đây này, vâng, người ta kiến thiết đổ bê tông những cái gì, người ta cứ đến người ta lấy. Thế nó mới thấp dần phẳng đi. Vâng. Thế khi khảo cổ ra tìm ra đúng vị trí của đấy rồi lại chở đất, lại bất đắp bù đắp lại bù lên và trồng cây xây bờ xung quanh. Như vậy là cái việc ngày xưa ba cái huyệt này là nó cũng cao như thế, cũng cao như chứ thế. Không phải là bây giờ người mới làm đúng không? Rồi. Vâng. Rồi. Ông xin, ông tên gì đấy ông? Nãy giờ con nói chuyện với ông mà con quên mất chưa hỏi tên ông. Tôi là Cửu. Chúng ta được gặp gỡ ông Cửu, và ông Cửu đã tiết lộ cho chúng ta một điều. Ba cái gò mà của ba vị vua. Vâng. Đấy chính là ba cái huyệt đạo. Huyệt đạo chính. Đúng không? Đúng. Huyệt đạo chính cơ. Trước đây là cũng như thời các cụ là cũng như thế này rồi. Vâng. Cao như thế này. Vâng. Nhưng mà cũng là toàn là bằng cái đá quậy và vâng, đá cát vàng và vâng, quậy đấy. Thì vâng, như vậy là chưa được cái khảo cổ chính thức, vâng, xây dựng kiến thiết tu bổ này, thì như vậy là dân chúng ở nhân dân cứ lấy, các xã vâng, thì cứ đến lấy cái cát vâng, đá về làm cái, vâng, cái bê tông vật liệu xây dựng về, vâng, xây dựng đấy. Vâng. Thì khi nó phẳng xuống rồi thì khi là khảo cổ lại xây lại bình, vâng, về kiểm tra xác thực xong là như vậy là đúng chính xác rồi thì mới lại hồi phục lại để vâng, chở tất cả các cái cát vàng đá về đắp lên thành quả vâng, và xây bờ trồng cây xung quanh. Vâng. Ông ơi, ông cho con hỏi thêm một cái nữa, đó là theo ông thì có phải ba cái huyệt đạo này, những cái huyệt đạo này này, nó là cái mà giúp cho nhà Trần, có nghĩa là nó giúp cho nhà Trần phát ra xuất hiện không ạ?
những cái xa xưa đó thì chúng tôi cũng hậu sinh thì cũng không thể nắm được đấy, vâng. Nhưng chỉ nắm được hiểu thêm biết về vâng. là sau cái khi mà khảo cổ của Thái Bình vâng. về khảo cổ truy vâng. nghiền lại thì là tôn tạo lại thì cũng chỉ biết được từ bấy giờ đến đây thôi. À, trước đây thì là cũng không thể không biết, được. Đúng không ạ? À, dạ, còn vâng. còn thì chỉ biết là trong cái lúc nhỏ như thế này là cũng là biết được những cái mô hình này là nó đã cao như thế này rồi. À. Nhưng mà bà con đến lấy đúng, cái không biết xây vâng. dựng đi. Dạ còn, vâng. Và thế con là không biết. Dạ vâng. Thế con cảm ơn ông nhiều nhá. Vâng, con chúc ông sức khỏe. Dạ vâng. Rồi con chào ông nhé. Vâng, vâng. À, và rất là may mắn là chúng ta lại được gặp ông, và ông đã chia sẻ cho chúng ta là có thể với cái hiểu biết của ông thôi, tức là ông cũng không dám nói chắc chắn đây là cái nơi mà những cái huyệt đạo để giúp cho nhà Trần phát tích. Tuy nhiên cái điều mà ông cho chúng ta một cái thông tin đó là những huyệt đạo này là có thật. Và những cái gì mà chúng ta đang nhìn thấy đây là đã được phục hồi lại nguyên trạng so với ngày xưa. Như vậy thì rõ ràng rằng là ba cái gò này là ba cái gò đã tồn tại từ rất lâu rồi ha quý vị. Bây giờ thì chúng ta đang đến với cái gò thứ ba. Đây là nơi được cho là chôn cất Trần Nhân Tông, một vị vua nhà Trần thứ ba, cũng là vị thiền sư cực kỳ nổi tiếng của Việt Nam của chúng ta đây. Và cũng như hai cái gò mà chúng ta đã đến lúc nãy, thì ở tại cái gò thứ ba này thì chúng ta đã nhìn thấy đây là một cái hình mai rùa tương tự như vậy. Bây giờ thì ở đây đã được xây tường bao quanh và đắp đất phục hồi nguyên trạng như ngày xưa rồi. Và theo cái câu chuyện mà cô Sáu đã chia sẻ với chúng ta thì trước đây người dân đã đào đất để mà về xây dựng nhà, bởi vì người ta chỉ nghĩ đây là ba quả núi thôi chứ người ta cũng không biết thông tin. Vậy nên là đã đào đất và mới phát hiện ra huyệt mộ ở phía dưới. Và chính là vì người dân ở đây đã đào đất vì cho rằng là ở đây là những quả núi nên lấy đất về để mà xây dựng, thì mới phát hiện ra rằng ở trong những cái gò này có những cái lăng mộ rất là đặc biệt. Và từ đó thì những nhà khảo cổ cũng như là những nhà nghiên cứu lịch sử mới phát hiện ra đây quả thật là nơi chôn cất các vị vua nhà Trần. Và lần lại lịch sử thì chúng ta đã được biết là đây là ba vị vua đầu tiên của nhà Trần. Đối với những cái bậc đế vương cao quý thì việc chọn nơi để an táng là một cái thì phải là những cái nơi rất là đặc biệt. Và tôi thiết nghĩ rằng những cái gò này nó không phải chỉ là những gò đất bình thường, mà chắc chắn rằng đây là những cái vị trí có linh địa đặc biệt, có linh địa rất là nó gọi là có khí, có thần khí. Vậy nên mới được chọn để mà an táng những đời của những cái vị vua đầu tiên ở đây. Với những cái tìm hiểu của mình kết hợp với ngày hôm nay tôi đến đây và tôi trực tiếp được nhìn thấy những cái gò như thế này là nơi chôn cất của ba vị vua đầu tiên của vương triều nhà Trần, thì tôi cho rằng ba cái gò là ba lăng mộ của các vị vua đầu của nhà Trần, thì đó chính là nằm trong cái hệ thống huyệt đạo mà đã giúp cho nhà Trần phát triển và rồi trở thành một vương triều lừng lẫy của Việt Nam của chúng ta.
một cái ao sen rất là thơm với những bông sen. Nhà Trần khởi đầu từ năm 1225 và bắt đầu với vị vua đầu tiên, đó chính là Trần Thái Tông. Việc nhà Trần xuất hiện và thay thế nhà Lý là bởi lúc đó chú của Trần Cảnh, tức là Trần Thái Tông đấy, đó là Trần Thủ Độ, khi ấy giữ chức thái sư trong vương triều của nhà Lý dưới triều của hoàng đế và là nữ hoàng đầu tiên, đó là Lý Triệu Hoàng, đã ép hoàng đế Lý Triệu Hoàng thoái vị để rồi nhường ngôi cho chồng của mình sau một cái đám cưới được sắp xếp. Và kể từ đó thì Lý Triệu Hoàng trở thành hoàng hậu và sau đó thì lại bị phế luôn và nhà Lý đã kết thúc. Triều đại nhà Trần bắt đầu dưới sự bảo hộ cũng như là sự sắp đặt của Trần Thủ Độ. Đến đây tôi lại gặp một bác. Cháu chào bác ạ. Vâng ạ. Bác đang làm gì đây? Bác đang nhặt quả và hái rau đây ạ. Thế à? Vâng ạ. Bác ơi, ở đây có hoa sen đẹp quá bác nhờ. Vâng. Mà thơm nữa. Hoa sen này là người ta trồng hay là dân mình trồng đấy cô bác? Đây là sen của nhà đền ạ. À, sen nhỏ nhà đền hả con? Sen của... Ôi nhưng mà mấy cái búp sen này nó như thế này mình có được hái không mà? Chắc là cũng không ai hái đúng không? Vâng. Trước thì nhà đền người ta cũng có tổ chức hái đấy, nhưng mà giờ thì... Cho thấy thơm quá. Chẳng ai hái. Bây giờ nó tàn vợ chứ còn... Thế à? Cái tầm trung tuần trước là rất là nhiều hoa mà thơm. Cháu thấy này, bông sen đẹp chưa kìa? Đấy. Trời ơi, bông sen các bạn coi này. Các bạn và quý vị coi coi. Quá đẹp đi. Mà tôi thấy là những cái búp sen này đẹp quá mà lại hương thơm ngào ngạt. Hoa thơm mà búp sen này ăn cũng ngon nhờ bác nhờ. Ừ. Bác ơi, bác cháu quên mất từ nãy giờ cháu chưa biết tên bác. Bác tên gì bác? Bác tên là Thêm. Vâng, bác Thêm. Hôm nay chúng ta đến đây lại được gặp thêm một bác nữa gọi là bác Thêm. Ừ, bác ơi, Thêm. Cháu có cái thắc mắc này cháu có thể hỏi bác được không? Được, cứ hỏi. Vâng, nếu mà bác biết bác chia sẻ giúp cháu nhá. Ừ. Cháu nghe nói rằng là ba cái gò này ừ, có là nơi chôn cất của ba vua Trần. Đúng. Nhưng mà liệu đây có phải là nó nằm trong cái huyệt đạo để mà giúp cho nhà Trần lúc đấy phát tích ra không ạ? Đúng rồi. Ô, thật đây, à? Là, đây là mộ của ba vua đầu triều thời vâng, Trần. Vâng. Nếu mà nói về sự tích nhà Trần thì ngày xưa đây là một vùng hoang vu. Vâng. Có một thầy địa lý đi qua, người ta xem được thầy phong thủy. À. Đấy. Người ta xem được đất phong thủy, người ta đi qua đây thì người ta thấy có gò họ tinh nổi lên. Vâng. Sang một làng bên cạnh xin nước uống và người ta có nói là tôi đi qua đây có gò họ Tinh nữa lên, nếu nhà ai có mộ mang vào đây táng sau này làm ăn rất là khấm khá. Vâng. Thế nhà giàu kia thấy ông sao không thủy thì thôi nhờ luôn để ông chọn đất đặt mộ cho bố tôi. Vâng. Khi chọn đất đặt mộ cho nhà giàu kia xong thì ông có nói là tôi sẽ trồng một bụi tre, sau 3 năm tôi qua lại nếu nhà anh khấm khá thì tôi sẽ xin một cái tre trẻ nạt sâu tiền. Vâng. Cái nhà giàu kia vợ chồng cũng lấy tham lam, người ta đã giúp mình rồi thì mình phải mang ơn người ta, nhưng vâng, mà này, lại mang ơn giả oán. Ồ. Tức là cho vợ chồng bàn nhau cho ông ăn no ông say đan một cái rọ mang cái sông Hồng thả, tức là sông ngã ba sông Hồng này. Ôi trời ơi, sông ác vậy. Ba sông Luộc, sông Hà, một cái ngã ba tam tỉnh mà một con ngựa thấy ba tỉnh nghe thấy đấy. À tức vâng. Là Hưng Hà, Hà Nam, Thái Bình và Hưng Yên. Vâng. Đấy. Thế khi mà lúc còn là cụ tổ Trần Hấp nằm ngay chảy nước. Vâng. Thế khi mà mang ông này mang thầy chuyện lý ra sông thả thì nước thủy triều rút xuống, bắt đầu ông chưa lên thì là ông tỉnh dậy kêu cứu, lúc ấy cụ Trần Hấp nằm người chảy nước đi qua sông Nhị Hà thấy có người kêu cứu thì vớt lên cứu chữa, vớt vâng, lên thuyền cứu chữa. Vâng. Thế cứu chữa xong thì ông có hỏi lại sao ông lại lên nông nỗi này, thì thầy cái địa lý có nói là tôi bị người ta hãm hại à, và thôi để đền ơn kêu đáp thì tôi trả ơn ông bằng cách là ông sẽ đến cái mộ đó, khi trời chuẩn bị mưa to gió lớn thì ông sẽ tìm vật
kẻ dọc mộ và đun nồi nước đâu thật đặc đổ lên đấy. Vâng. Nếu người ta chuyển mộ bố người ta đi thì ông sẽ chuyển mộ bố vào đấy táng. Sau này nhà ông rất là làm ăn rất là không khá. Tóm ta là như thế. Thế thì nhà ông này mới ban cho cụ Trần Hấp xong quay lại nhà giàu kia. Nhà giàu kia không thấy chết thì chỉ van xin thôi. Vâng. Thì ông có nói là không tổ không quay lại để làm hại nhà ngươi. Nhưng mà tôi nói với nhà ngươi là báo cho nhà ngươi biết nhà họ đã đến nhà ngươi rồi đấy. Nhà ngươi chăm sóc mộ bố khi thấy máu chảy một nứt lập tức phải chuyển mộ bố đi là bài của ông ấy. Vâng. Nếu không sẽ bị chu diêu tam tộc. Thế thì ông này đến lúc ra thăm mộ bố thấy máu chảy thật, mộ nứt thật, nhưng trời mưa to ông kêu đổ nồi nước nâu lên. Vâng. Thế là cụ chuyển mộ bố đi. Lúc ấy cụ Trần Hấp chuyển mộ bố từ Tức Mạc về Hưng Tinh Cương đấy, táng ở Gò Tinh đấy. Ồ. Sau này mới phát vua, ba đời sau mới phát vua cơ. Tức là ba đời sau mới phát vua. Ba đời sau phát vua. Trần cụ Trần Hấp đẻ Trần Kinh nhưng đẻ Trần Lý, cụ Trần Lý mới đẻ cho cụ Trần Thừa. Mà mộ tổ cụ Trần Thừa bây giờ này hoàn táng lại trên kia kìa, tức là trước là năm 68 ở đây có cái mộ của cụ Trần Thừa là nhà nước khảo cổ người ta lấy được, nhưng vâng. Người ta mang về bảo tàng. Vâng. Tỉnh để nhưng mà cái năm 2000 cách đây 2 năm tức là năm 2021-22 đấy. Vâng. Để mang hoàn tán lại. Thế là tự xưng nơi bên có ba ngôi mộ. Mộ đầu tiên là cụ Trần Cảnh. Vâng. Trần Hấp và Trần Cảnh là vua đầu tiên khi lên Lý Triều Hoàng đấy. Vâng. Đấy con gái họ Lý thì con gái thì ngôi chồng đấy. Vâng. Đây là cái tóm tắt là cái này các bác biết rồi. À vâng. Thế còn cụ Trần Thừa là bây giờ táng ở mộ trên kia. Là vâng. Bác ơi, bác cho hỏi một điều. Lúc nãy bác có nói là như vậy là cụ Trần Hấp là người cứu thời phong thủy đúng không? Rồi. Và táng là táng cụ bố của cụ Trần Hấp luôn. Mà là táng nhưng mà bác có biết là táng ở chỗ nào không ạ? Không, cái đây thì không biết, đây là theo sử sách. Vâng. Theo lời truyền miệng và có sử sách ở trong. À nhưng mà cũng gần ở khu này thôi. Đấy. Theo người ta nói, theo sử sách nó nói là tiền tam thai hậu thất tinh, tức tiền là đằng trước. Tam thai tức là có 3 ngôi mộ. À. Không, là đằng sau ngôi làng là còn 7 ngôi mộ, nhưng mà ngày xưa đây là cũng bị vỡ lở đường năm 45 cho nên là không còn tìm thấy 3 ngôi mộ. Bây giờ trong lòng đất này còn rất nhiều những đồ gốm của thời Trần. À thế à? Đấy. Thế là chưa có khai quật hết. Vâng ạ. Như vậy là lúc nãy bác có nói về một cái là tiền tam thai hậu thất tinh tiền, tức là đằng trước có 3 ngôi mộ của vâng. Vua đầu triều, đằng vâng. Sau còn 7 ngôi mộ của các hoàng hậu cùng số của thời Trần nữa. Dạ vâng. Và ngày xưa là bây giờ là vỡ đê nên là bị lụt hết. Đấy, à tìm thấy được. Là chưa tìm thấy được. Vâng. Dạ vâng. Thôi thì con cảm ơn bác thêm rất là nhiều nhá. Hôm nay rất là may mắn được đến đây gặp bác thêm và rồi bác lại chia sẻ cho một cái câu chuyện mà con đang đi tìm kiếm. Đấy. Và tại vì con có một cái thắc mắc đó là không biết ở đây có phải là nơi nằm trong cái hệ thống huyệt mộ mà phát tích nhà Trần hay không. Cho thì nên bác đã chia sẻ cho con cái điều đấy. Đấy, cho nên đây người ta nói là đây mới chính là đất phát tích. Một số khách về người ta hỏi đây mới Nam Định Đông là chính. Vâng. Đâu cũng là chính. Nhưng người ta nói ở Nam Định chỉ là một thời quê ngoại, còn đây mới đây là đất phát tích. À. Vì nhá, như chú ở quê nhà chú, bố mẹ chú chỉ làm ruộng thôi, như tôi vâng. Đây tôi làm ruộng. Nhưng tôi đẻ con tôi nó lên Hà Nội, nó lại làm vua làm trên Hà Nội. Trên Hà Nội vâng. Thế cho nên đất đấy người ta gọi là đất phát tích. Đây vâng. Chính là đất phát tích. À đấy, là đây như vậy. Con mấy khẩu hiệu của thời Trần trong kia kìa. Như vậy đây là đất phát tích nhờ. Đất phát tích. Vâng. Mà... Thế con cảm ơn bác rất là nhiều nhá. À. Chào con chúc bác là dồi dào sức khỏe. Đó. Rồi. Và gặp nhiều may mắn. Chương trình làm sao mà đưa cho khách du lịch về càng đông càng tốt. À vâng. Cháu cảm ơn bác nhá. Cháu hy vọng là đấy qua những cái câu chuyện này thì sẽ có nhiều người biết hơn nữa. Tại vì mọi người vẫn chưa phải ai cũng biết hết đâu ạ. Đúng rồi, ngay đấy. Người trong tỉnh này cũng không biết đây là đất phát tích. À. Mà biết nhiều người về đây bây giờ tôi mới biết trong tỉnh mình có đền thờ. Hay thế, mà hôm đấy. Nay cháu cũng về đây cháu cũng mới biết rằng là thế cháu quê đâu? Cháu á, cháu là ở trong miền Nam nhưng mà hiện tại cháu đang làm việc ở ngoài Hà Nội. Rồi. Đấy là như vậy. Thế cháu chào bác nhá. Vâng. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác ạ. Vâng. Và quả là đi đến đâu cũng gặp may mắn đấy quý vị. Chúng ta vừa được gặp bác thêm và bác đã kể cho chúng ta nghe cái câu chuyện, và cái câu chuyện này đã giúp cho thật sự được quý vị ạ, đã giúp cho tôi giải đáp được rất là nhiều cái thắc mắc của mình. Và những cái thắc mắc đấy tôi thấy rằng là rất là thoải mái khi được nghe câu chuyện từ bác thêm. Đó là ở đây ấy, là có ba cái gò, tức là ba cái gò mà chúng ta vừa đi đến, người ta gọi là ba cái gò tam thai, và đằng sau nữa còn có thất tinh, tức là còn có ba cái gò nữa. Nhưng mà trong cái quá trình
của thời gian thì ở đây đã bị ngập lụt nên bây giờ đã lấp đi rồi. Phong thủy đối với tôi đó là cái điều gì đó mà nó hợp với cái môi trường sống, nó hợp với cái gió, nó hợp với cái khí, nó hợp với cái cách mà chúng ta mong muốn sống. Nên là khi mà chúng ta sống trong một cái môi trường mà người ta gọi là hợp phong thủy thì nó sẽ giúp cho chúng ta khỏe mạnh và phát triển hơn, giúp cho tâm lý của chúng ta phát triển, giúp cho cái và từ đó giúp cho cái sự nghiệp của chúng ta thăng hoa. Hôm nay chúng ta đến đây đã được những người dân ở đây chia sẻ cho chúng ta những cái câu chuyện liên quan đến hệ thống huyệt đạo bí ẩn. Và những hệ thống huyệt đạo này thì nó gắn liền với cái sự hưng thịnh, sự xuất hiện, sự hưng thịnh của Vương Triều Trần. Như quý vị và các bạn cũng đã biết thì nhà Trần suy vong là bởi một tay của một vị thái sư khác, đó chính là Hồ Quy Ly. Ông đã làm cho nhà Trần trở nên yếu đi và rồi ông đã chiếm ngôi và lập ra vương triều nhà Hồ. Và một trong những cái điều mà được dân gian đồn đoán đó là ông đã sử dụng một cái thuật phong thủy để tác động đến huyệt đạo đế vương của nhà Trần. Và trong thuật phong thủy ấy, ông đã dùng một cái phương pháp đó là cắt đi cái long mạch của huyệt đạo ấy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến để tìm hiểu cái cách mà Hồ Quy Ly đã sử dụng để cắt cái long mạch của cái hệ thống huyệt đạo phát tích nhà Trần nhé quý vị. Con chào bác. Bác ơi, bác cho con hỏi với, ở đây có phải có một cái dòng sông gọi là dòng sông Thái Sư đúng không? Cách đi xa không ạ? Đây đây đây, dòng sông Thái Sư đây, ngay đây. Đâu ạ? Đây. Đây ngay đấy, cái chỗ xe đấy à? Đấy, đấy. À cái chỗ xe máy đấy. Đấy, đấy, dòng sông Thái Sư đấy. À con đi ra bộ đấy là tí rồi. Vâng, thế con cảm ơn bác nhá. Như chúng ta vừa được chia sẻ thì ở đây còn có một dòng sông tên là dòng sông Thái Sư. Nếu mà nói về Thái Sư mà ở tại gần cái khu vực của huyệt đạo mà phát tích của nhà Trần thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến một vị Thái Sư mà người đã làm nên Vương Triều Trần, đó chính là Trần Thủ Độ. Tuy nhiên ấy, thì dòng sông này thì lại không phải gắn liền với Thái Sư Trần Thủ Độ mà gắn liền với một vị Thái Sư khác mà tương truyền ông là người đã cho đào cái con sông này, đó chính là Thái Sư Hồ Quý Ly. Khi ấy dưới thời cuối cùng của Vương Triều Trần thì Hồ Quý Ly là Thái Sư, tức là chức vụ cao nhất chỉ dưới vua ở trong vương triều của nhà Trần mà thôi. Và bây giờ thì chúng ta đang ở tại cái dòng sông đây. Cái dòng sông này là một cái dòng sông được đào, ngày xưa nó được đào nha quý vị. Đó, đây là một cái con sông gọi là sông Thái Sư. Là chú, sông này. Đây là thông sông Thái Sư đúng không chú? Dạ vâng. Tức là ngày xưa cái sông này chú thì nó có phải là cái sông nó được đào không chú? Đây từ lúc bé lớn lên là đã thấy rồi. Đã có cái sông này rồi, tức là từ lâu rồi chú không ạ? Dạ vâng. Nhưng cái sông này bây giờ cháu thấy là nó đang nước tù à? Hay là nó có ra sông cái không ạ? Cái này nó đi xuyên xuống dưới này, nó đi ra lại đi cứ theo cái đường này nó lại ra sông các sông này, ra biển. À thế à cơ, nó là tức là nó cũng là thông với nhau đấy. Chuẩn bị bão là nó tháo cạn nước. À bão là người ta phải tháo ra để mà chống bão đúng không? Dạ vâng, thế cháu cảm ơn chú nhá. Vâng, chú ở gần đây à? À vâng, chú tên gì đây? Tôi tên là Tuấn. À chú Tuấn, rồi chúng ta lại gặp chú Tuấn ở ngay khu vực của sông Thái Sư. Cháu cảm ơn chú nhá. Vâng. Cảm ơn nhá. À nhưng mà cháu hỏi chú Tuấn cái, ngày xưa cháu nghe nói đây là nơi mà ông Thái Sư Hồ Quý Ly ông cho đào cái con sông này đúng không chú? Cái này thì tôi cũng không thể nắm bắt được rồi. À thế à? Dạ vâng. Thế cháu cảm ơn chú nhá. Cháu chúc chú mạnh khỏe và may mắn ạ. Cảm ơn nhá. Dạ vâng. Thưa quý vị, là theo tôi tìm hiểu thì dòng sông Thái Sư này chính là cái dòng sông mà Thái Sư Hồ Quý Ly đã cho đào khi ông lúc đó đang là Thái Sư dưới triều của nhà Trần. Và một cái cách mà ông đã sử dụng để mà có thể làm suy yếu nhà Trần đó chính là đào con sông này. Bởi vì quý vị hãy nhìn đi ạ, đây là con sông, đây là con sông. Và cái con sông này thì nó nằm ngay cạnh huyệt mộ kia kìa quý vị kìa. Kia chính là cái gò
của vua Trần Nhân Tông ở ngay đây. Nó chỉ cách khoảng chừng 50 mét mà thôi. Người ta nói rằng là long mạch thì đi từ bên đây này quý vị này. Đó, và đi ngang qua đây rồi tiến về cái khu vực mà có cái gò mà chúng ta đã đến. Kia chính là gò mà nơi chôn cất có cái lăng mộ của vua Trần Nhân Tông đấy quý vị, nó ở kia. Và tiếp đến là vua Trần Thánh Tông, rồi đến vua Trần Thái Tông. Thì cái việc mà đào cái con sông này này quý vị này, nó đã làm cho cái long mạch nối liền giữa khu vực này sang khu vực của huyệt đạo của các vua Trần ở đây, nó bị cắt đứt. Chính vì cái con sông này nên nó đã làm cắt đứt cái long mạch và tự nhiên nhà Trần suy yếu. Để nói rằng là việc đào một con kênh, một con sông, và rồi nó ở gần cái vị trí của hệ thống gò kia, tức là hệ thống huyệt đạo của các vua nhà Trần đấy, mà nó làm cho nhà Trần suy yếu, thì xét về nghĩa khoa học thì tôi thấy rằng là nó khó để mà giải thích lắm. Và người ta sẽ nói rằng là cái chuyện tầm bậy, là cái chuyện gì đó nó vô lý lắm. Tuy nhiên thì nó có những cái yếu tố mà chúng ta rất khó để lý giải trong cái thuật phong thủy. Và không một lý do gì mà tự nhiên Thái sư Hồ Quý Ly lại cho đào một cái con sông như thế này để chắn ngang, để chắn ngang khu vực này đây, đúng không ạ? Như vậy thì chắc chắn sẽ phải có một cái lý do rất là lớn ở phía sau đó. Chúng ta chỉ biết rằng sau khi con sông Thái Sư này được đào thì một thời gian ngắn sau đó thì nhà Trần đã suy vong và nhà Hồ đã xuất hiện. Và câu chuyện bí ẩn về hệ thống huyệt đạo đã giúp cho vương triều nhà Trần phát tích, để rồi trở thành một vương triều lẫy lừng ở trong lịch sử Việt Nam. Còn rất là nhiều cái điều mà chúng ta còn phải tìm hiểu, cũng như là việc mà vương triều này sau đó đã suy yếu chỉ bởi một cái con sông nó cắt ngang như thế này, vẫn là một cái điều mà khó mà có thể lý giải được. Tuy nhiên thì lịch sử đã cho chúng ta một cái minh chứng rất rõ ràng là nhà Trần đã xuất hiện thay thế nhà Lý, và sau đó đã suy vong để nhường ngôi cho nhà Hồ. Và đến đây thì tôi cũng xin phép được dừng cái video này ở tại đây. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng theo dõi, và tôi mong rằng là quý vị và các bạn sẽ chia sẻ ý kiến của mình bằng cách là comment ở phía dưới đây nhé quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những cái hành trình khám phá tiếp theo. Bye bye.